này sao được, tốc độ không có, mấy anh chờ kiểm tra sao được. Không, không có về cơ quan anh. Làm ở đây là làm ở đây anh. Anh nhìn thấy là số 53 chưa, số 3 chưa? Cái nào? Không, 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 không. Tôi nói anh, nếu như anh bắn tốc độ, đúng không? Cái này là cái máy chụp hình, chứ không phải cái máy bắn tốc độ. Tôi là dân trong nghề, tôi biết. Cái này là cái máy bắn, cái này cái máy chụp hình. Anh nhìn thấy cái máy bắn tốc độ. Anh nhìn cái kỳ rồi. Đâu, cái máy 53 đâu, tôi đâu có thấy. Làm sao thấy được cái máy 53, có ai nhìn được cái số 53 không? Ai nhìn được cái số 53 đâu? Anh nhìn được cái số 53 anh chỉ tôi đi. Nếu cái số 53 không, không có ấy. Tôi không đi đâu hết á, tôi nói thẳng với anh là như vậy á. Anh em với nhau, đối xử với nhau cho đàng hoàng. Cái máy này cái máy chụp hình chứ không phải cái máy bắn tốc độ. Mấy anh đem ra mấy anh bắn tốc độ kiểu này sao được. Em quay cái máy chụp hình này cho anh coi. Quay đi, chị cứ quay thoải mái. Đúng rồi. Tốc độ của tôi đâu? Đúng rồi mẹ. Tốc độ của tôi đâu? Anh đưa cái tốc độ của tôi chạy 53 đi rồi anh hãy bắt tôi. Vậy anh coi cho rõ số 53 này. Tôi không có thấy số 53, anh mở lên bản thân anh coi còn không rõ lấy gì tôi coi. Bản thân anh coi còn không rõ lấy gì tôi coi. Đâu đâu em mở lên coi cho anh coi. Mở lên số cho anh. Bản thân mấy anh coi không rõ lấy gì mà tôi coi. Đây nè, máy bên dưới này, thấy số 53 dưới này, tốc độ. Trời ơi anh ơi, nếu mà anh bắn tôi á là nó phải in trên đây nè. Tôi nói cho anh nghe, đừng bao giờ. Trên này không có hình 53 này. No, anh thấy số 53 chưa? Nói số 53. Anh đừng bao giờ như vậy. Em mới là làm bình thường đấy. Tôi không có thấy. Số 53 đâu? Ai nhìn đâu? Anh nhìn đâu? Đâu? Số nào mà số 53? Anh trong khi đó chạy rồi chở con rồi chạy nhanh chạy con chở con. Tôi thường tôi đi thường nè, thường lắm, tôi nói cho mấy anh nghe. Mày nói chuyện không nói nha mày. Không, mày kêu bằng nó là không được nha. Không, không. Mày mới kêu bằng nó nha. Mày nói chuyện với đàng hoàng, mày đừng kêu tao bằng nó. Mày nhỏ hơn cháu tao nữa đó, nói cho mày nghe. Thôi thôi, mắt cụ má mày. Mày chửi ai kêu bằng nói, mày kêu ai bằng nó. Thôi bình tĩnh. Đúng không, nó kêu tôi bằng nó mất dạy không? Anh công an là mất dạy vậy, thằng này phải công an không? Anh cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Thằng này phải công an không? Anh cứ bình tĩnh, bây giờ này nè. Mày muốn cái gì, mày muốn côn đồ không? Tao côn đồ với mày cho mày coi. Thôi trời, nghe nghe thôi, nói chuyện anh nha. Thôi. Bình tĩnh, anh cứ hết sức bình tĩnh có gì hết á. Anh đi xuống đây làm gì? Thôi, tao công an mà tao cái thói, tao vậy nó quen rồi. Anh đi xuống như này làm gì, thói gì. Thôi em anh.